Chào mừng quý vị và các bạn. Hôm nay Sức Khỏe Online xin chia sẻ đến quý vị một loại cây thuốc nam khác, một vị thuốc nam khác, đó là vị thuốc địa cốt bì. Vậy vị thuốc địa cốt bì nó có những công dụng dược lý gì đối với sức khỏe con người thì mời quý vị sau đây cùng xem Sức Khỏe Online chia sẻ. Địa cốt bì, vị thuốc địa cốt bì còn gọi khô kỷ, khổ di, kỷ căn, khước thử, địa tinh, cẩu kế, địa tiết, địa tiên, tiên trượng, tiên nhân tượng, khước lão căn, tử kim bì, địa cốt quan, phục trần chiên, tây vương mẫu trượng, kim sơn ghìa căn. Địa cốt bì là vỏ rễ của cây câu kỷ, Lycium cynanmil, thuộc họ Solanaceae. Địa cốt bì có vỏ cuộn hình lòng máng hay hình ống, hoặc hai lần hình ống. Mặt ngoài màu vàng đất hay vàng nâu, có những đường nứt dọc ngang, có lớp bần dễ bong. Mặt trong màu trắng hay vàng xám, có nhiều đường vân dọc, đôi khi còn sót một ít gỗ. Chất nhẹ, giòn, dễ bẻ. Mặt bẻ lởm chởm. Mặt cắt ngang, có lớp bần phía ngoài, lai phía trong màu trắng xám. Mùi thơm hơi hắc, vị lúc đầu hơi ngọt, sau hơi đắng. Loại tiếng lớn không có lõi là tốt. Vỏ to dày, sắc vàng lại có đốm trắng nhiều lõi là loại xấu. Trong khi đó vỏ rễ của cây bọ mẩy có vỏ cuộn tròn hình lòng máng hay cuộn hình ống. Mặt ngoài màu vàng nâu đến lục xám, sần sùi. Mặt trong màu vàng nâu, có nhiều đường vân dọc. Vị thuốc địa cốt bì, công dụng, tính vị, quy kinh, liều dùng. Tính vị, vị ngọt, tính lạnh. Quy kinh, vào kinh phế, can thận, tam tiêu. Công dụng, thanh nhiệt, lương huyết, chuyên chữa nóng trong xương, đồng thời có tác dụng sinh tân, chỉ khát. Chủ trị, trị sốt về chiều do âm hư, sốt lâu ngày không nuôi, năm chỉ. Kiên kỵ, vị này chuyên thanh hư nhiệt, hễ bị ngoại cảm phong hàn phát sốt thì cấm dùng. Vì vị hư hàn cấm dùng. Bảo quản, để nơi khô ráo, không nên chất nặng lên sợ dẹp nát. Ứng dụng lâm sàng của vị thuốc địa cốt bì làm mạnh gân cốt, bổ tinh tủy, sống lâu không gìa. Dùng câu kỷ, rễ, sinh địa hoàng, cam cúc hoa, mỗi thứ nhất cân đâm nhuyễn, lấy một chén nước lớn sắc lấy nước cốt, lấy nước này mà nấu xôi. Xôi chín xới ra để nguội rải đều cho men rượu vào, đợi lên men cho chín tất thành rượu để lắng trong ngày uống 3 chén. Địa cốt tửu, thánh tế cẩn lục. Trị hư lao, sốt hâm hấp, rễ câu kỷ tán bột uống với nước sôi, bệnh nhân mãn tính cố tật lâu ngày không nên dùng. Trị nóng nảy bức rứt, nóng trong xương và các loại nóng nảy bức rứt do hư lao, nóng nảy bức rứt sau khi bệnh nặng. Địa cốt bì 2 lượng, phòng không 1 lượng, cam thảo, chích 5 chỉ. Mỗi lần dùng 5 chỉ sắc với 5 lát gừng tương uống, địa tiên tán, tế sinh cưng. Trị chứng nhiệt lao người nóng như đốt, dùng địa cốt bì 2 lượng, xài hồ 1 lượng cá bột. Mỗi lần uống 2 chỉ với nước sắc mạnh môn đông. Hư lao đắng miệng khát nước, xương khớp nóng bức rứt hoặc lạnh. Hư lao đắng miệng khát nước, xương khớp nóng bức rứt hoặc lạnh, dùng câu kỷ, rễ, loại vỏ trắng cắt ra 5 thăng. Mạch môn đông 3 thăng, tiểu mạch 2 thăng. Nấu cho đến khi chín nhừ, bỏ bã mỗi lần uống 1 thăng, khi khác thì uống thiên kim phương. Đau thắt lưng do thận suy dùng rễ câu tử, đổ trọng, lì giải mỗi thứ nhất cân, ngâm với 3 đấu rượu ngon bịt kín, bỏ trong nồi nấu 1 ngày, khi thích thì uống thiên kim phương. Đông ra báo không giúp dùng rễ câu kỷ, vỏ, tán bột sắc uống hàng ngày. Trị tiểu ra máu, địa cốt bì mới rửa sạch, nghĩa nát lấy nước, sắc, mỗi lần uống 1 chén, hoặc bỏ vào 1 tí rượu uống nóng trước khi ăn, giảm tiện hương. Trị bạch đới, bạch chạy sắc dùng 1 cân rễ câu kỷ, sinh địa hoàng 5 cân, 1 đấu rượu. Sắc còn 5 thăng uống hàng ngày, thiên kim phương. Dịch sưng đỏ mắt, sưng hút dùng địa cốt bì 3 cân, 3 đấu nước sắc còn 3 thăng, bỏ bã, bỏ vào 1 lượng muối sắc còn 2 thăng đem rửa mắt, thiên chút kinh phương. Sâu nhất răng dùng rễ câu kỷ loại vỏ trắng. Sắc với giấm súc ngậm hoặc sắc với nước uống cũng được, trữ hậu phương. Miệng lưỡi lỡ lấy dùng địa cốt bì thanh trị bàn quan thiên nhiệt xuống tiểu trường, ở trên làm cho miệng lỡ loét, tâm nhiệt vị út, cơm nước ăn không xuống, dùng xài hồ, địa cốt bì mỗi thứ 3 chỉ, sắc uống, đông thiên phương. Trẻ con bị cam ăn ở tai, sau tai là do thận cam, địa cốt bì sắc lấy nước rửa, hoặc độ sứ dầu mè xức vào, cao văn hổ, liêu châu nhàn lục phương.
ứng hiệu tán, còn gọi là thác lý tán, trị rò, cam sang, lâu năm không dứt, dùng địa cốt bì mùa đông tán bột, mỗi lần dùng lấy giấy cuộn lại chấm thuốc bỏ vào lỗ đò hoặc nơi lở nhiều lần thì tự nhiên sinh thịt mới, rồi lại lấy thuốc bột này uống với nước cơm lần 2 chỉ, ngày uống 3 lần, ngoại khoa tinh nghĩa luôn. Đàn ông bị dương vật sưng lết ngứa đầu, máu mũ cứ chảy nước bẩn ra. Trước hết lấy nước tương rửa sạch, sau đó lấy bột địa cốt bì có tác dụng sinh cơ giảm đau,